Vâng, em gửi đến cái web của viện Onkyo. Bộ này Onkyo Inkjet 2.5 nha. Bộ này âm ly của nó là 9.9X. Đầu đĩa chơi địa hình, địa tuyến luôn. CD, DVD. Thớt cassette nha. Bộ này không có thớt MD. Thớt cassette và thớt radio. Thớt cassette chạy tốt luôn. Tí em test luôn thớt cassette. Radio thì FM 1.8 nha. Rồi, giờ em test chức năng địa hình luôn. Xem nha.